Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng yêu quý của em một dự án ở Đông La. Vị trí thì mọi người có thể nhìn thấy luôn đường ngõ trước nhà, đường trước nhà là 8m. Căn nhà có thể kinh doanh nhỏ, giá chào bán thì rất là hợp lý, 2 tỷ 350 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Vị trí thuộc Đông La, Hoài Đức mọi người nhá. Dự án này thì nói luôn để trên video này mọi người theo dõi luôn là ở mặt đây của bọn em là còn duy nhất một căn, mọi người chú ý nhé, còn duy nhất một căn và căn này em sẽ quay gửi tới quý khách hàng. Bởi vì là định là hoàn thiện hết lên rồi mới quay, nhưng mà chưa hoàn thiện xong thì đã bán mất rồi. Cho nên là còn cái căn mà còn đang vào hoàn thiện thì cũng vẫn quay để gửi tới quý khách hàng, để sau này quý khách hàng khỏi trách là tại sao lại không quay lên, để anh không biết, chị không biết chẳng hạn. Mời mọi người theo em vào vị trí căn nhà. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền ngôi nhà 3,5m, thiết kế xây dựng là 4 tầng, diện tích 35m² và giá chào bán 2 tỷ 350 triệu đồng. Mời mọi người vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với thiết kế ở phía mặt ngoài của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thấy thiết kế theo kiểu hiện đại, trẻ trung. Và cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp cửa, lớp cửa ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực mọi người nhá. Đấy, ngổn ngang lắm nhưng mà Ngọc Anh vẫn cứ quay để gửi tới quý cô chú và quý anh chị vẫn hỏi là em có lô nào đường to ngõ rộng ô tô vào nhà thì đây chứ còn ở đâu nữa ạ? Vâng ạ, đây chính là cái lô mà ô tô có thể vào nhà. Tầng 1 của ngôi nhà đây, thiết kế khu vực để xe, sau này nếu như mà mọi người có ô tô thì đấy, để ô tô vào đây, khu vực này. Phòng khách thì ở trên tầng 2 cơ ạ. Nhà này đấy mọi người có thể nhìn thấy này, trần thạch cao hiện tại còn mới lắp xong và hệ thống đèn LED chiếu sáng thì là vẫn còn chưa được lắp. Bởi vậy cho nên là trong video này nó sẽ hơi tối một chút nên quý khách hàng thông cảm giúp Ngọc Ánh nha. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ xinh 35m, thiết kế rất là hợp lý. Có một cái cửa ngách hướng ra phía đằng sau này để lấy thoáng, cái ô thoáng từ trên phía tầng 4 xuống mọi người ạ. Đó, gạch lát nền cũng như là mọi thứ hoàn thiện xong rồi. Với căn nhà này thực tế ra là hoàn thiện lên tới 90% rồi, chỉ còn 10% một chút về điện cũng như là về thiết bị vệ sinh một chút thôi là xong. Và em anh nhắc lại, chỉ còn duy nhất một căn 2 tỷ 350 ô tô vào nhà. Mời người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà. À, quên một chút mọi người ạ. Tầng 1 đây, mọi người có thể nhìn thấy giúp em luôn về hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang đều được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc được lát đá đen mọi người nha. Đây chính là phía tầng 2, gác lửng hiện đại để phòng khách ở phía bên trên đây. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, trần thạch cao thiết kế ở phía bên trên trần, khoảng cách trần xuống tới sàn nhà rất là rộng, rất là cao mọi người ạ. Đó, đây có hệ thống vách CNC và cái tủ kệ nho nhỏ để trang trí bày biện ở dưới khu vực phòng khách. Với căn nhà này thì nói đúng là Ngọc Ánh cũng không thể quay kỹ được mọi người ạ, vì điện thì nó chưa sáng quá và đồ thiết bị vệ sinh thì chưa lắp, cho nên cũng chỉ quay qua thôi. Nếu quý cô chú khách anh chị nếu như có nhu cầu tìm hiểu về cái căn ô tô vào nhà thì đây là một căn giá trị vô cùng hợp lý, có ban công hướng ra phía bên ngoài. Từ vị trí của ngôi nhà mà đi ra tới khu đô thị Đông Nghĩa nó sẽ rơi khoảng tầm 1 cây thôi mọi người ạ. Chắc chắn là mọi người sẽ nghe thấy em nhắc rất nhiều tới khu đô thị Đô Nghĩa rồi. Thì từ vị trí căn nhà này chỉ cách đó 1 cây, cách với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học Đông La, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500-700m quay đầu thôi. Chợ dân sinh thì ngay gần, đường thì đường rộng, đường to, thoải mái, căn nhà này có thể kinh doanh nho nhỏ được. Em không dám khẳng định là kinh doanh sầm uất nhưng có thể kinh doanh nho nhỏ nha mọi người. Cửa thông phòng của ngôi nhà đây nó là cửa nhựa composite mọi người nha, chống cong vênh mối mọt, bền bỉ với thời gian. Và đây là cái chất liệu mà hiện tại rất nhiều chủ đầu tư ưa dùng. Bởi vì sao ạ? Vì cái giá thành của nó tương đương với gỗ, tuy nhiên độ bền thì khác hẳn, độ bền thì bền hơn rất là nhiều. Cái cửa mà hướng ra phía ban công đây mọi người ạ, cửa nhôm sinh pha mọi người nha, khác hoàn toàn với những cái cửa nhôm hệ Việt Pháp mà Ngọc Ánh hay quay gửi tới quý khách hàng. Và mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Tầng 2 của ngôi nhà thì là có một phòng vệ sinh, tuy nhiên thì vì là chưa lắp thiết bị cho nên là cũng chỉ quay qua thôi mọi người ạ. Mất mẹ rồi, chỉ có mẹ thế. Và tầng 2 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh.
Đây, rồi mọi người. Hơi tối đúng không ạ? Đó, nhà vệ sinh đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây, tay vịn cầu thang mặt bậc đây mọi người có thể nhìn thấy. Là mặt bậc là được lát đá đen trắng và tay vịn cầu thang là gỗ lim Nam Phi. Trên tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như thế nào ạ? Mời người theo em. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, phòng ngủ này nó vị trí khoảng tầm 9m mọi người ạ, có cửa sổ thoáng hướng ra phía bên ngoài. Chủ đầu tư có thiết kế luôn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa của từng phòng một. Đó, toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là cửa nhựa composite nha. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Đó, nó có sự khác biệt một chút. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Thay vì để phần ban công như dưới tầng 2 thì tầng 3 là để cửa sổ bình thường mọi người ạ, hai cửa rất là thoáng. Với cái phòng ngủ này thì nó rộng hơn phòng bên trong một chút, phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 11 mét nha quý vị. Tầng 3 cũng vậy, cũng được thiết kế gồm một phòng vệ sinh. Đó. Như vậy thì ngôi nhà này lên trên tới tầng 3 là đã có 3 nhà vệ sinh, đồng thời gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng để xe, 1 phòng bếp riêng biệt. Vậy thì còn phần tầng 4 thì sao ạ? Đây là tầng 4 của ngôi nhà, tầng cuối cùng của cái căn nhà 2 tỷ 350 triệu này. Bước lên trên phía cầu thang mình có thể nhìn thấy giúp em có một cái giếng trời với ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Vị trí Ngọc Anh đứng ở đây là khu vực phòng thờ, rất là rộng. Đó. Với ngôi nhà mà chưa có đồ đạc thì mọi người nghe có thể thấy là nó rất là vang đấy ạ. Đó, phòng thờ cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Wow, mát lắm. Và đây chính là khu vực sân phơi mọi người ạ. Đấy, đứng từ vị trí căn nhà này mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em. Trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 nếu như tính theo đường chim bay mà theo đường thẳng từ vị trí ngôi nhà mà ra tới trường thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Nói thế này, theo tay Ngọc Ánh chỉ kia kìa. Đó, chỉ tầm 300m thôi. Với cái ngôi nhà cực kỳ thoáng, đường to ngõ rộng. Cạnh với cái khu vực ngôi nhà này thì nó có một cái công viên mới của khu vực Đông La đấy, mọi người có thể nhìn thấy quan sát này, gần với lại hồ điều hòa của khu vực Đông La này luôn. Vị trí quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Với cái giá 2 tỷ 350 triệu sổ đỏ đầy đủ, kinh doanh nho nhỏ ô tô vào nhà thì còn chần chờ gì nữa, quý khách không bốc máy lên và gọi cho Ngọc Ánh 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ bấm like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.